now we are focusing the cure on the second event. It's representing the majority of formula drugs today in France, in Europe, USA. And it is a lecture I had in the last National Congress in Paris with Eric Bess, the inventor of the technique of demand in the sector. It's a short question. Xin đây là một cái bài nói chuyện về xét và điểm mét. Cái bài này tôi vừa soạn cho một cái phòng trị gần đây nhất ở Paris. Đó thì nó sẽ có nhiều thông tin mới đến với các bạn. Nếu các bạn có hiểu không, bởi vì chúng ta sẽ bàn được sau cũng cần trình bài này. In a recent article in ophthalmology, Park showed the evolution of corneal graft in all the USA the 10 past year. You remember our study, 10 past year is the same study, but at the scale of all the USA. And the conclusion are quite the same. The important message are that PKD decreased dramatically from 95% to 40% in the 10 past years. And among 45 corneal graft in USA in 2014, 50% of all the graft were dissected. À, và có một cái thông điệp quan trọng nhất ấy, trong cái này đó là cái ghép giác mạc xuyên, cái tỷ lệ này giảm từ 95% xuống 42% trong vòng 10 năm qua. Và trong số tất cả những cái ca ghép giác mạc thực hiện ở Mỹ trong năm 2014 thì 50% mới là dissect. And only 5% I have demand. Remember, 10 times more difficult. So only 5% of dissect. 5% of DMAC and 50% of DSEC. Và trong đó thì cái ghép DMAC này chỉ chiếm có 5% thôi, thì như tôi đã nói với các bạn rồi thì cái ghép này nó khó hơn các 10 lần và cái tỷ lệ của nó thấp hơn so với cái DSEC 10 lần. In 2011, the percentage was only 0.7% of DMAC. So it's kindly growing, but there is a minority of graft made by DMAC. Cho tới năm 2011 thì chỉ có 0.7% chưa tới 1% của cái loại ghép DMAC này, một tỷ lệ rất là thấp. The first indication in USA are today Fuchs dystrophy, and the second one, pseudophakic bullous keratopathy. So on the daily axis, always. Và cái dự đầu tiên của cái ghép DMAC này, của cái ghép hormone môn này đó là loại dự push. Và sau đó cái dự thứ hai đó là bệnh lý ghép mạc bọc sau sau đặt kính mạc giãn. And an important remark also, in USA, about 70% of the graft, the same for DMAC, are played apart by the eye ranking. It's not the same in France and in Europe. Myself, my graph, so it's more difficult to apply myself, my graph. So in the future, I think in France and in other countries, I want to play a part of that. Ở Mỹ kia thì cái ngân hàng giác mạc nó sẽ chuẩn bị cái mảng ghép cho mình. Nhưng mà ở Pháp và ở những châu Âu khác thì dịch này sẽ phải tự để chuẩn bị cái mảng ghép cho mình. Cái mảng ghép do đó thì nó sẽ phức tạp hơn nhiều đối với phẫu thuật viên, cho nên thầy nghĩ là sau này thì những cái ngân hàng nên chuẩn bị mặt ghép sẵn cho phẫu thuật viên đỡ mất cái công đoạn mà phải chuẩn bị mặt ghép rất là phức tạp. Dysprosy, Gary Menes in Rotterdam was the first to describe corneal posterior keratoplasty. I remember when I was a young resident, like François I made a presentation on the staff in my service where I spoke about the medical medicine.
after I make the congress with him. Thì Bacchus là người đầu tiên đưa vào cái kỹ thuật ghép nội mô giác mạc. Thì thầy nói đó là lúc mà thầy còn rất là trẻ, là còn là bác sĩ nội trú giống như hai bạn nội trú của mình ở đây, thì thầy đã có thực dịp tiếp cận với một bài báo về ghép nội mô của Miles, và thật là may mắn là 20 năm sau thầy có thể thực hiện được kỹ thuật này. It's really the importer of all this technique, Terry, important. Also, was one of the first who described the neck as a kind of posterior of the melanoplasty. And Terry, also, I meet him often in our congress, and especially in the last one, this person, because it was in Seattle, it's just near Portland, and we often make presentation at our congress each year, and Terry also, so I meet him every year. So we make a discussion at the time. So it's very interesting to discuss with Terry and Terry cũng là một trong những người đầu tiên thực hiện các việc bằng ghép nội mô giác mạc. Và thầy nói đó là thầy gặp Terry rất là thường xuyên, thầy gặp lần gần nhất ở đây vào học viện Apo ở Mỹ, và thầy rất là trao đổi rất là thường xuyên với học Terry này về kỹ thuật này. Họ là những người bạn thân thiết. Also two are very kind and considerate. Melas in 2004 describes the differences. Amen. 2006, Borogoi presents the actual insect with the microcalator. Borogoi in the USA. Miles là cái người mà đã đưa vào cái kỹ thuật mà bóc cái mạc decime ở trong cái quá trình mà ghép nội mô giác mạc. Đó gọi là decimeresis. Rồi trong năm 2006 thì Uruguay đã sử dụng một cái dao vi phẫu để cắt cái mạc trong sử dụng để ghép insect. In 2008, AS, always AS, presents his technique of EMAC, and 1 year after presents his first study about results with good visual acuity after EMAC. And USA, Price makes the same study in USA, so with 60 patients after the MAC in 2009, so less than 10 years, the first description. Thì Venice cũng là người đầu tiên thực hiện đưa vào cái kỹ thuật ghép TMAC để ghép phần nội mô đối với xử lý phần nội mô giác mạc. So here's an example of this sac. Đây là nắm về ghép đi sac. In fact, it's in this case, an ultra-thin đi sac. You see, the thickness on the central corneal graft is 45, so under 100 microns. Các bạn có thể là cái mặt ghép đi sac ở phía sau đó, rất là mỏng, chỉ có 45 micron thôi. Thì đi sách nó có hai dạng, một là đi sách dạng thường có thể kích thước có khoảng từ 100 micromet, và còn nó còn cái dạng nữa là ocean thin đi sách, là một cái dạng đi sách mà nó làm được kích thước mỏng hơn, thì đây là khoảng 45 micromet. Yes, an example of that. So 15, just 15 micron. Cái hình sao là cái hình ghép đi mét thì cái chiều dày của cái mặt ghép là 15 micron. So what is the best way to do with our patient? Normal dissect between 100 and 200 micron, ultra-thin dissect under 100 micron, or DMAC. What is the best result? The more easily effective. We are discussing that now. Do you know what is the best option for the patient?
thì giờ chúng ta sẽ bàn thảo trong những cái phần tiếp theo. Delegation number 3, so early scarcity. Đây là bệnh nhân có bệnh lý giác mạc cộng. Food dystrophy, of course. Là loại dưỡng food. And there's a third one, it's graft failure. Remember what I said in the first lecture? After 20 years, the PKD is gone. Normally, you have to make another PKD. But now, you're not, it's not an obligation to make another PKD. You can take out only the endothelium and make a posterior lamellar keratoplasty or more old PKD. Và đây là những cái thải ghép sau khi mà ghép cái mạc xuyên. Thì thầy nói là trước đây là có những cái trường hợp mà ghép mạc xuyên thải ghép rồi phải ghép lại, nhưng mà ngày nay thì chúng ta không ghép lại cái ghép mạc xuyên nữa, mà chúng ta có lại chỉ ghép cái phần sâu hơn, chúng ta không phải ghép hết xuyên nguyên cái lớp cái mạc. For the preparation, you see on the first lecture, there is an automatic one with dissect and a manual one with neck. For the dissect, the technique is now well known and it's quite easy. The instruments are safe. Inside the chamber, microkeratome, it's not very difficult. Đây là cái giai đoạn đợi. Đây là cái giai đoạn chuẩn bị cái mạch ghép trong ghép dissect. Thì chúng ta sẽ có nào là cái tiền phòng nhân tạo để cố định giác mạc, cái dao để tạo vạch giác mạc. Đây là những cái dụng cụ có thể hỗ trợ chúng ta để tạo chuẩn bị một cái mạch ghép thật là dễ dàng, đơn giản. There are different kinds of microkeratome, rotating one, linear one, it's the same. Đây là cách mà, yeah, đây là các loại dao tạo vạc khác nhau, có loại thì có thể phải xoay, còn có loại thì chúng ta sẽ cắt thẳng. You can use one or another without difficulties. As we show, as we see on the video, so we have to prepare the corneal patient with distant thoraxis under air bubble and take the graft, make it on the spatula of cuisine, put it on the entire chamber. We can use also injector to make that. I prefer the forceps of cuisine, but you can take injector. And then you put your graft in the eye and fix it with air bubble. Và sau khi chuẩn bị mạch ghép thì chúng ta thiết kế hình A đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện bóc cái màng hậu mô đi dưới một cái bóng hơi và sau đó là chúng ta sẽ dùng một dụng cụ để đưa cái mạch ghép vào tiền phòng và sau khi đưa mạch ghép vào tiền phòng thì chúng ta sẽ cố định lại vào trong tiền phòng. Cái này là dụng cụ đưa mạch ghép vào tiền phòng và chúng ta có thể sử dụng một cái injector giống như là cái cartridge sử dụng trong các cô. Và sau đó chúng ta sẽ cố định cái mạch ghép vào một ống hơi to trong tiền phòng. Đây là kỹ thuật ghép dissect. For the neck, it's different. You have a manual dissection and you use some instrument in glasses. The dissection, for example, is not very uniform. There is many, many kind of dissection in any cervix. So it's not like dissect. Well, the instruments are very well known now. For the neck, it's not everyone make the own technique. It's not uniform at all. For example, this kind of dissection is the one used by Médès in Rotterdam, the inventor of the technique. So we begin the dissection on the, you see, the epithelial bone. I don't know if you can translate.
có rất là nhiều phương pháp để chúng ta có thể thực hiện cái cách mà để bóc cái màng cái xi mê để là chuẩn bị cái mặt ghép trong ghép đi mát. Thì không có một cái cách nào là duy nhất, cái đó là tùy thuộc vào cái thói quen phẫu thuật viên. Và đây là một cái phương pháp của ông Meles, người đầu tiên đã đưa vào cái kỹ thuật ghép đi mát. Và đây ông sử dụng một cái dao để mà bóc ở cái vùng mà decime và cái nhu mô để bóc tách. In scuba technique, we make a dissection on the water. It's more easily because water make a pressure on the distal membrane and you can make dissection with a rotule. So the kind of technique you can use. Trong cái kỹ thuật mà scuba technique, kỹ thuật lặn này thì chúng ta đưa cái mặt ghép chúng ta vào trong nước, bởi vì nước sẽ tạo một cái áp lực lên màng cái xi mê, thì khi đó chúng ta có thể bóc tách mà không có làm rách cái màng cái xi mê. Đây cũng là một cái kỹ thuật. Marc Buren in Rouen, France, is the first in France to make DMEC and with more experience in the surgeon. As his own technique, he puts the graft regressive on the entire artificial chamber and make a pre-dissection and then make a dissection with a regraft cannula and a surgical serum. Cái kỹ thuật thứ ba này đó là một cái kỹ thuật cũng hơi khó thực hiện, tức là người ta sẽ đặt một cái giác mạc này ngược lại và sau đó chúng ta thực hiện cái vỉ tắc bằng cái canula này. Kỹ thuật này thì hơi khó cho nên thầy không có thích thực hiện kỹ thuật này. In USA, Los Angeles, another technique. It seems to be like Muran technique, but with blue vision products and make a dissection on the graft. Đây là một cái kỹ thuật thực hiện ở Mỹ, nó cũng giống như cái kỹ thuật vừa rồi, nhưng có khác là chúng ta có dựng một cái màu xanh lên để trong quá trình bóc tách chúng ta có thể thấy được cái màng cái xi mê rõ ràng hơn. And I tried all these techniques and I prefer to make my own technique. I make a trepanation and I thì thầy đã sử dụng rất là nhiều kỹ thuật và thầy cuối cùng đã có một cái kỹ thuật riêng của mình và thầy thích cái cách này. Thầy nói là nó sẽ đơn giản hơn để thực hiện. Thầy đặt vào trong một cái màng và với một cái lực hút giữ cái giác mạc lại, thầy sẽ từ từ bóc tách cái màng cái xi mê lên bằng tay bằng những cái bọc xét thông thường. Then the difficulty is the positioning of the graft in the hand. You inject the graft in the entire chamber, and then we have to open the graft and fix it by cover. It can be with a long time. The parchment is very strong to open. Và sau đây là cái quá trình mà chúng ta đưa cái mặt ghép vào trong tiền phòng. Và cái quá trình này rất là khó khăn nếu mà mặt ghép của chúng ta cuộn lại rất là chặt. Và khi đó chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để mở nó ra và để cố định vào đúng vị trí. So here's about the difficulties of the one technique. If we see in good cases, the result after the sec, the result after the neck is very beautiful. But in some cases, yes, a good result, the sec, good passing the sec. But in some cases, there is complication. In this example, for example, this is a dissect, and I see the man 1 week after the surgery. You see the organ is not very clear. And when we make OCT, it's very interesting. Very beautiful, not for the man, but the picture is very beautiful. We can see graft detachment and also epithelial detachment. So there is a stroma between the two, and the graft is not fixed on the posterior organ. Thầy trình bày một số kết quả sau khi ghép đi sách và sau khi ghép đi mắt, thì như những cái hình đầu tiên các bạn thấy đó là cái kết quả rất là tốt. Sau một và vài tuần thì các bạn sẽ thấy là cái giác mạc
thấy là giác mạc bị phù rất là nhiều, và khi thầy thực hiện chụp cái hình ảnh OCT lên của giác mạc thì các bạn sẽ thấy là cái mảng ghép của chúng ta bị bong ra và thậm chí có bong cái lớp biểu mô phía trên nữa. So what we can do, do you? Do trong cái trường hợp này chúng ta có thể làm gì được chăng? I try to make it available. 1, 2, 3 times. Don't go. It's always on catch. Thầy có thể bông hơi thì vòng 1, 2, 3 hoặc nhiều lần, nhưng mà có thể bị bông ra. We have two solutions in fact. Either we make a TKV because the cornea seems to be very bad. Or we take out the graft and make another graft. I prefer to try the second solution in the day after with the result. See? So always in very bad cases with coming out bad, there is some hope. You can make a good result with the second graph. You see, very impressive. Do đó trong trường hợp này sau khi đã bơm hơi nhiều lần thì vẫn thất bại trong mảng ghép của chúng ta không có được ngăn chặn tốt, thì trong trường hợp này có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là chúng ta có thể là thực hiện ghép giác mạc xuyên luôn, là bởi vì cái giác mạc này rất là xấu, phù cả trên biểu mô, phù cả nhu mô và cái mảng ghép bong ra luôn. Và cái sự lựa chọn thứ hai là chúng ta có thể lấy cái mảng ghép ra và ghép lại cái mảng ghép khác. Thì thầy đã ưu tiên chọn lựa vào cái cách thứ hai, tức là lấy cái mảng ghép cũ ra và thực hiện cái mảng ghép mới. Và trong trường hợp này thì đã có kết quả thành công. Bởi vì cái kỹ thuật của MEC khó hơn kỹ thuật dissect rất là nhiều lần, thì chúng ta sẽ thường gặp cái bong cái màng decime sau khi ghép đi MEC hơn so với dissect. Ở trong trường hợp ở trên bảng này chúng ta sẽ thấy là cái màng decime nó bị bong ra và thầy phải bơm hơi lại để cố định lại màng decime vào trong giác mạc. I'll show you another example of DMEC detachment. Yes, before the surgery. Just after, it's okay. And I don't know if you see well, but here's a graft. 2 weeks after, detached. So you have to make another air bubble. So it's very healthy to make air bubble after this kind of graft surgery. So you have to prevent the patient. Đây là một cái ví dụ về ghép DMEC. Đây là cái hình đầu tiên là cái hình trước ghép và cái hình sau ghép là cái hình ở phía dưới. Sau đó 2 tuần
thì cái mảnh ghép của chúng ta bị bong ra mà thầy phải bơm hơi tiền phòng để cố định lại mảnh ghép. Thì thầy nói là cái sự trường hợp mà bong cái mảnh ghép tim mạch sau ghép rất là thường xuyên xảy ra, cho nên chúng ta thường xuyên phải nghĩ đến cái biến chứng này để giải quyết sớm, có thể phải bơm hơi nhiều lần để cố định lại mảnh ghép. So it's a must important complication after this kind of coronary graft, more frequent after demand than after insect. There are no precise statistics. Beyond the literature, it depends on 5% to 50%. You see, it's not very precise, not at all. Theory proposed this species to put in the eyes, not above, but gas level. SLCs. I try it, I don't like it because you can add more pressure. Bây giờ có rất là nhiều biến đây là cái biến chứng thường gặp, cái biến chứng mà bong sau mà ghép là biến chứng thường gặp. Cái biến chứng này không có được một cái sự thống kê về cái tỷ lệ chính xác, có thể là thay đổi từ 5-50%. Và Terry cũng đề nghị là bơm một cái hơi một cái ga SF6 vào tiền phòng để cố định lại mạch ghép. Bởi vì cái ga SF6 này thì nó chặn tay cho nên nó sẽ giữ lâu trong tiền phòng. Tuy nhiên thì thầy đã thử nhưng mà thầy không thích, bởi vì cái ga SF6 này có thể là gây ra một cái biến chứng khác là tăng huyết áp. The case of theory,
before surgery. So he reached 0.6 after surgery missing and 0.8 after DMAC surgery. So we can see something. The result is better with DMAC than DSEC. And when you make surgery early, the results are much more better. Và đây là những cái bản so sánh về những cái nghiên cứu trên thế giới có rất là nhiều tác giả, Bruce Rutman, vân vân, và ở MES cái cuối cùng là cái nghiên cứu của thầy ở MES, thì chúng ta thấy là đa số các thị lực mà mong đợi ở các thị lực đạt được của bệnh nhân sau khi ghép DSEC sẽ là từ 0.2 tức là 2/10 đến 4/10, và cái thị lực đạt được sau khi ghép DMAC là 6/10. Nhưng mà đặc biệt ở trong này có ông tác giả Terry. Terry thì chọn bệnh nhân đưa vào ghép DSEC và DMAC rất là sớm. Ở cái nhóm DSEC thì lực trước mổ của ông là 0.4, tức là khoảng 4/10. Và thì lực đạt được của ông sau mổ đối với DSEC là 6/7/10 và 8/10 đối với cái nhóm ghép DMAC. Do đó thầy muốn nhấn mạnh là một điều nữa là chúng ta muốn đưa vào ghép DSEC và DMAC thì chúng ta phải đưa bệnh nhân ghép rất là sớm thì kết quả thì lực đạt được sẽ tốt hơn. So how can we explain this difference? We can try to explain that now. In a very interesting study in 2013, Menes showed this result. This result are the one in the red color. This is result for patient first prepared by DSEC technique. But this patient don't are very well, so he said, okay, I take out your DSEC and I make it correct. And here's the result after the DMAC. So it's very different. What is the explanation belong to him? He tried to take some hypothesis. You can translate the first. Thực hiện trên một nhóm bệnh nhân đã được thực hiện phẫu thuật ghép DSEC trước đó là cái cột màu cam, thì lực của bệnh nhân là cột màu cam là đã thực hiện ghép DSEC. Tuy nhiên thì cái thị lực này bệnh nhân cảm thấy không hài lòng, cho nên là ông Alex sẽ lấy cái mảnh ghép đó ra và ghép lại vào một cái mảnh ghép DMAC. Thì cái kết quả được hiển thị trong những cái cột màu vàng, thì như các bạn thấy thì cái cột màu vàng này thị lực sau hậu phẫu, cái thị lực hậu phẫu cao hơn rất nhiều so với cái đợt ghép DSEC lúc trước. Thì ông Miles sẽ đưa ra một cái số lý do vì sao có được cái kết quả hậu phẫu tốt hơn của DMAC như vậy. So to explain this different result, he tried to give some hypothesis. In some cases, we can have remains of DSEC membrane in the interface. Có bốn nguyên nhân có thể gây ra cái ảnh hưởng lên chất lượng thị giác có thể trong DSEC, đó là thứ nhất là 5-42%, cho thấy là cái decime, cái màng decime vẫn còn ở trục thị giác. The thickness of the DSEC graft can be no regular. Sao? Can be with tortuosity, anormal tortuosity. Sao mắt không có được ghép có cái thường. Sao mắt có những cái bất thường. Một, try some explanation to explain why there is so different result between DSEC and DMAC. And we make an inventory of the frontal cornea interface and posterior graft to see how is the problem. In the anterior cornea, is there an explanation in this part of the cornea? No, not at all, because if you make DSEC or DMAC, the most important to understand for the anterior cornea is that you have to make the surgery early to have the good result. If you don't make that early, you have scar on the stroma. So it's not depending on the technique. Thầy muốn nhắc lại là
khi các bạn muốn thực hiện cái kỹ thuật ghép nội mô đi xét hoặc là đi mách thì các bạn phải quyết định thực hiện phẫu thuật rất sớm, bởi vì nếu mà chúng ta thực hiện phẫu thuật trễ quá thì sẽ có những cái biến chứng, những cái sẹo xảy ra trong nhu mô, và khi đó thì cái mặt ghép của chúng ta không có thành công. Nhưng mà khi đó là không phải, có thể là không phải do mặt ghép mà do là những cái tổn thương đã xảy ra trong nhu mô rồi. And at first there was no significant difference on the eye order aberration of the anterior cornea, either in the second cornea. So it's not in the front cornea that the problem is. Và chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa cái thị lực hậu phẫu của hai cái phương pháp này có ảnh hưởng do đâu. Thì thầy nói là cái mặt trước của giác mạc hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái sự khác biệt của thị lực hai nhóm hậu phẫu này, nó hoàn toàn giống nhau như hai nhóm. Is the problem is on the face? There is a very interesting study made by Adelman. We compare the reflectivity of the interface after dissect, and his conclusion was that there is a negative correlation between interface reflectivity and best quality visual fiber. Và cái thưởng lớn nhất đến cái thị lực sau phẫu thuật có thể là do cái interface, tức là cái mặt tiếp xúc giữa cái mặt ghép và cái giác mạc của bệnh nhân. Thì đã có một cái nghiên cứu rất là thú vị về cái interface này, nhưng mà cái kết quả cho thấy là không có sự tương quan giữa cái phản xạ của cái mặt interface, cái mặt giao diện này so với cái kết quả thị lực sau cùng của bệnh nhân, không có, hoàn toàn không có cái mối tương quan. There is no correlation between thickness of the defect and visual final appearance. Và cũng không có mối tương quan nào giữa cái chiều dày của mặt ghép trong cái phẫu thuật ghép defect đối với cái kết quả thị lực. So the problem can be on the interface. Can be. Do đó cái vấn đề có thể xảy ra ở cái tiếp xúc. So irregularity of the interface will have notable consequences only if this irregularity is transmitted to posterior cornea. There is some case where we talk about interface things in LASIK. We make LASIK evidence. Yes, you make very many LASIK evidence. Is there a problem of acuity after LASIK? Thì thầy nói là cái không đều, cái mặt tiếp xúc mà không đều á, nếu mà nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu cái mặt không đều này mà chuyển hình ảnh đến cái bát phần sau của giác mạc, thầy nói là ví dụ như là trong cái mặt tiếp xúc trong cái phẫu thuật LASIK, chúng ta thực hiện phẫu thuật LASIK hàng ngày, cái mặt tiếp xúc giữa cái bạn và cái nhu mô giác mạc của bệnh nhân, nhưng mà chúng ta không hề có bất cứ những cái bất thường hay là những cái hậu quả nào trong cái phẫu thuật của LASIK. But there is an interface also in LASIK, so what is the explanation? Do đó thì chúng ta nghĩ như thế nào về cái mặt tiếp xúc, cái mặt tiếp xúc này giữa cái phần mặt ghép và cái phần nhu mô và ngoại bệnh nhân? When you make the LASIK, you get out the flap and put another time the flap in the same orientation that it will be first time. With this, it's not like that. You put your stroma in our graft, but you cannot make the orientation as well as in natural cases of LASIK. So it can be the different orientation of the stroma fiber. We can make a problem of the diffraction of the light. You understand? Yeah.
Thì như các bạn biết là trong khi phẫu thuật mổ laser thì chúng ta sẽ tạo cái vạc, và sau khi mổ laser xong thì chúng ta sẽ đặt lại cái vạc vào đúng vị trí ban đầu. Còn trong khi ghép mà đội mô giác mạc này, ghép biset này thì chúng ta đưa một cái mảnh ghép mới vào, nhưng mà chúng ta sẽ không xác định được đúng theo cái chiều của những cái lớp sợi nhu mô của giác mạc bệnh nhân, cho nên là nó sẽ khác nhau ở ngay cái điểm này. Và theo thời gian thì cái kỳ nghề mặt ghép sẽ giảm dần, mà chúng ta cũng không biết chính xác được lý do vì sao là cái mặt ghép của chúng ta có cái kỳ nghề giảm dần theo thời gian. So this is the well-known generality about graft in sickness. Now we have met a study about sickness of disc and the result of majority, the impact of the sickness graft, it's maximum, we met the study. And the result of this one, the mean sickness of the graft was, you see, 130 micron. Is there a difference of visual final equity with sinus graft or sinus graft? No, there are no differences, no correlation. The same, you can have a single one, single one. You can have good result with single one, or bad result with single one. It's not simply in correlation with the sickness of the graft. Is there other study who speak about that? Yes. In a recent article, there is a meta-analysis with takes the result of 20 studies like ours, and the conclusion was the conclusion in fact of one study,
particular, this one, Thierry one, which have many people in the study. This only one study, more than on the 20 other studies. So we can see directly this study. Thì thấy những cái slide trước thì thầy giới thiệu về cái nghiên cứu mà vaccine đã thực hiện tại khoa để tổng kết về cái số nhân mà được ghép xét để nhằm khảo sát về cái chiều dài giác mạc có ảnh hưởng gì đến cái thị lực của bệnh nhân sau mổ hay không. Thì cái chiều dài giác mạc trung bình của bệnh nhân mà những trong cái lô mà thầy đã thực hiện đó là 130 micron và cái sơ đồ kế tiếp thì cho thấy là không có mối tương quan nào giữa cái chiều dài giác mạc và cái thị lực hậu phẫu của bệnh nhân. Và trong đây và sau đây là nghiên cứu meta-analysis về bản 20 cái bài báo thực hiện cái nghiên cứu giống này. Tuy nhiên thì có một cái ông Thierry này là có kết quả hoàn toàn khác. In the study of Thierry, the conclusion was there is a little correlation. We can explain this study. It was composed on 10 groups of different thickness. Depending on these two groups, the little correlation, is there a big difference of visual final acuity between the first group and the 10 group, but between all the other groups there are no correlation, no difference. Và trong cái nghiên cứu của ông Thierry này có cái gì khác biệt, tức là ông chia những cái nhóm bệnh nhân được ra thành nhiều nhóm nhỏ theo chiều dài cái của cái mặt ghép. Thì giữa cái nhóm thấp nhất và cái nhóm cao nhất gần như là có một cái mối tương quan nhỏ giữa hai cái nhóm đối với cái thị lực hậu phẫu. Tuy nhiên thì khi so sánh giữa các nhóm với nhau thì gần như là không có mối tương quan nào giữa các nhóm, mà nó chỉ có cái mối tương quan giữa cái nhóm thấp nhất và cái nhóm cao nhất mà thôi. And as the thickness of the graph is a big majority between 100 and 200 micron, so there is no difference, you understand? If we decompose the study of theory, in this group we have the first and the last series. In the orthography, you put out the extreme and there are no more correlation like in our study. Và hai cái sơ đồ này cho thấy thì cái lần đầu tiên thì cho thấy có một cái mối tương quan giữa cái nhóm thấp nhất và cái nhóm cao nhất, nhưng mà khi so sánh giữa các nhóm liên tiếp nhau, những cái các nhóm kế tiếp nhau thì chúng ta nhận thấy là gần như là không có mối tương quan nào hết. We discussed this one with Terry Gerzi in our congress and he agreed with us. There's no correlation. Và thầy đã thảo luận với ông Thierry ở trong một cái hội thảo và Thierry cũng đồng ý đó là hoàn toàn không có cái mối tương quan nào giữa cái chiều dài của cái mạch ghép đối với cái thị lực của bệnh nhân sau phẫu thuật. So the thickness is not a problem. Is there the high order alteration first? So we make a study in our service, we presented the result at the last hour congress. And the conclusion was this one. There is statistical differences of high order aberration between control people and DMEC or DSEC or interesting DSEC, but not differences between DSEC and CIN DSEC. Và sau đây là cái nghiên cứu để đánh giá về sự ảnh hưởng của quan sai bậc cao đối với những kết quả về thị lực sau phẫu thuật. Thì cái nghiên cứu này cũng thực hiện công khai chúng tôi giữa cái nhóm mà ghép DSEC những cái và ghép DSEC mỏng và nhóm DMEC và nhóm chứng, thì cho thấy là có một cái sự tương quan giữa nhóm DSEC và DMEC, tuy nhiên là không có cái sự tương quan nào giữa cái nhóm DSEC và cái DSEC được mỏng DSEC mỏng. And there is also the statistical differences between DMEC and DSEC. Có cái mối tương quan có ý nghĩa thống kê giữa nhóm DSEC và nhóm DMEC. Cái đó là một cái tương quan và một cái tương quan nữa giữa nhóm DSEC mỏng và nhóm DMEC. So can be an explanation to explain that final visual
Son nhiều hơn về cái này đi. In fact, no, not at all, because of the refractive index. Refractive index is higher between air and front cornea. Not at all between posterior cornea and acrostoma. So the high aberration of the posterior cornea, it don't be very important. It's the biggest importance is the front cornea, not the posterior cornea. So there is a difference, but it cannot be the explanation because it's not so important. Ra thì cái điều này cũng không quan trọng, bởi vì cái quan nó là vì cái tỷ số hút xạ, cái công suất hút xạ của giác mạc và không khí thì nó khác nhau nhiều, có nghĩa là công suất hút xạ nhiều của tỷ dịch nó là cái giác mạc mà sau giác mạc nó lại khác nhau nhiều, do đó cái quan sai độ cao khi mình xét lên bụng trước giác mạc thì nó có ý nghĩa hơn là quan sai độ cao mà ở sau giác mạc. Nên trong cái trường hợp này mình không có nghĩ là sự khác biệt đó là do quan sai độ cao. It's much more important than between posterior cornea and aqueous humor. That means that the previous cornea is dominant on the fractal vision. There is a correlation demonstrated between high order aberration of front cornea and final visual acuity, but no correlation between posterior high order aberration and best quality final visual acuity. This why part of it and also part of it. Thì cái về cái lý do như vậy cho nên là người ta mới thấy là nó có một cái mối liên quan về cái liên quan siêu âm cao về với cái phần nhu mô trước và cái thị lực sau mổ và không có mối liên quan gì với cái liên quan siêu âm cao của mặt sau giác mạc và thị lực sau mổ, thì là cái quan sát cao của cái mặt trước giác mạc rất là quan trọng và nó ảnh hưởng đến cái thị lực sau mổ của bệnh nhân. Posterior cornea and crystalline lens reduce the optical aberration down to the anterior cornea. If there is a loss of parallelism of posterior cornea and anterior cornea, it can be reduce this compensatory property. Thank you.
interface stomach flora can be the explanation of the difference because of the difference of convergence of the figure of the stroma between proctonia and EMEC. Couples minimal thickness and technique of the interface, so it can be the explanation of good result after the EMEC. Cái câu hỏi đó là câu hỏi tôi có sự cho nó hỏi tại sao mình phân biệt được cái lớp nào là cái lớp có nội mô, lớp nào lớp stroma, trong khi mình làm cái phẫu thuật dissect đó mình phải đánh dấu, tại sao defect thì không thể đánh dấu ha. Thì hôm nay nó tùy theo cái khi mình đặt cái cuộn nó vô á, các quý vị thấy cái cuộn cuộn nào thì giống như nó cuộn lên gì nè, tức là đúng vị trí ha, cuộn ngược thì là sai vị trí. Thì thôi bây giờ mình hỏi từ ngoài vô trong đi. À, thì cái câu hỏi đầu tiên mình thường gặp nhất ấy, là ví dụ như một bệnh nhân bị cutis, bị bệnh lý giác mạc bọng, thì cái bệnh lý giác mạc bọng đó khoảng bao lâu đó thì mình có thể mình còn có thể mình kiểm đi xét được. Ví dụ như bây giờ mình gặp cái ca bệnh lý giác mạc bọng một năm rồi, hay giác mạc bọng một tháng, sáu tháng, thì cái giới hạn hay là cái dấu hiệu lâm sàng nào cho mình biết mình có thể kiểm đi xét thành công, đúng không? Mình cần chỉ định trước đi, từ trước đi không được. It's better to do ear surgery for the cases.
become scared, so the result is not because of scared. Now there's a lot of massive maturation. I think it's minimal. Minimal duration. Lời của thầy thì khi mà mình bị cái bệnh lý giác mạc bẩm mà sắp mổ các cô thì mình nên can thiệp mổ đi xét mổ ghép lớp sau càng sớm càng tốt và nó không có một cái nghiên cứu đa cho quan trọng nhất là coi cái chuyên mô nó có sẹo hay không. Nếu chuyên mô có sẹo thì tiên lượng mổ sẽ không tốt và mình nên can thiệp thì ghép càng sớm càng tốt. Remember also that the result can be not good, so it's better to have an equity at 0.5 without graft. And nothing with a graft. So you have to wait. That's visual acuity. About 0 perhaps. Bây giờ khi mình vô trong đó, thì cái kỹ thuật mà xé làm cái xé lớp nội mô đó endocrinocrisis thì ông thầy cũng dùng cái Sinsky ngược, ông vòng một đường và ông mới tách cái nội mô đi, đúng không? Thì khi mình dùng Sinsky ngược đó, thấy ông làm dễ nhưng mình làm khó cái bao dễ. Thứ hai là khi những lúc mình mới đó, thì mình dùng cái Sinsky mình hơi máu lên này, do đó nó sẽ làm tổn thương cơ quan. Do đó một giáo sư khác ở Ý thì ông dùng một cái microfocet làm cho như các sinocrisis gì đó. Thì cái microfocet thường thường là mình mổ cô mà mổ hai tay á, cái dùng mổ small incision á, thì microfocet nó mới chỉ dùng cái hình phật Sinsky đó, ông chỉ cào một lớp thôi. Hay giống như mình xé miếng bao là xong dùng cái bài phật xét là cái cầm xé nhẹ và cái đó ít chấn thương, thì cái kỹ thuật như vậy nó làm được, nó rất là được. Không có sao xé gì là and
patient for him. Every patient? I say it's always the same. Zero for four. Yeah, it depends. And let us do the same thing with the other, so it's a product. Thì ông thầy là thấy chủ yếu giờ sử dụng e ha. Bây giờ khi mình đặt cái bệnh ghép DMX trong tiền phòng đó, thì mình phải có nước, đúng không? Mình phải có nước mình mới đẩy cái bệnh ghép đi được. Nếu mà cái bệnh ghép mà nó tiền phòng mà nó mềm quá thì mình lượt như vậy không có tác dụng gì hết. Nó cứng quá thì cũng không có tác dụng gì hết. Bây giờ cái áp lực, cái nhận áp lúc đó để mình duy trì nước bao nhiêu để mình có thể mình mềm. Tại vì có rất kinh nghiệm, có những người ta đặt cái IC cạnh tranh, người ta dùng tay ấn, người ta vừa vừa rút IC cạnh tranh ra, người ta mới dùng cái cây, người ta mới đẩy cái bệnh DMX. Thì cái kinh nghiệm cũng thầy chỉ với mình là cái áp lực cỡ như thế nào vừa để mình chỉnh được cái bệnh kia lên. Thank you.
tức là các bạn hiểu không? Cái kiểu cố định của mình nghe tất nếu mà nó có cái hơi thì mình sẽ làm tức là các bên trên xin được tránh xuống dưới từ cái hơi để ý lên trên ha. Bây giờ một cái biến chứng mà đau khổ nhất của phẫu thuật viên đi xét cái tim là bị cái mảnh ghép bị lồn mèo trong tim phòng thì bây giờ mình sẽ xử lý như thế nào ha. cái đó là khó nhất ấy. Thank you.
mình lọc SMS của mình tay và mình luôn mình cạo cái
smaller than the RAM, there is a problem of adherence, and on the peripheral, then can be detachment. We detach all the graph. So it's better to have a display of practice bigger than the graph, not smaller. Chắc mình nghĩ nha, thôi để cảm ơn thầy đã dành. So, on behalf of Octavio, I would like to special thank for you with the very interesting lectures, very friends. So we hope that after your lecture, we can provide you with this second effect in the city. Yeah, thank you again. I'll see you again.